Với những cầu thủ trẻ, Real Madrid luôn là một điểm đến cực kỳ hấp dẫn và tiềm năng. Nhưng chắc chắn, đây không phải là một bến đỗ an toàn. Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha không chỉ sở hữu một đội hình toàn sao, mà còn có những cầu động viên thuộc hàng khó tính nhất nhì thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc cạnh tranh cho một suất thi đấu chính thức ở Bernabeu cũng cả là một vấn đề. Chưa nói đến chuyện giữ phong độ để tránh nhận phải những tràng huýt sáo từ những khán đài. Do đó, việc được khoác lên mình màu áo trắng của Los Blancos không chỉ là một vinh dự, mà còn là một tấn áp lực khổng lồ. Như người ta vẫn thường hay nói, áp lực tạo nên kim cương. Những cầu thủ trẻ có đủ tài năng và bản lĩnh sẽ dễ dàng vượt qua được những sức ép khó khăn như vậy ngay ở độ tuổi đôi mươi. Là những cái tên cũng đã đi vào ngôi đền huyền thoại của Real Madrid như Paco Gento, Marcelo, Rafael Varane. Tuy nhiên, ba hợp đồng trẻ được coi là thành công nhất trong lịch sử đội bóng lại có tên Sergio Ramos, El Capitano vĩ đại của Real Madrid. Và trong video lần này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại chuyến hành trình đáng nhớ của Sergio Ramos kể từ lúc anh đặt chân đến Santiago Bernabeu cho tới khi Ramos trở thành một trong những vị tuyển thủ lấp lánh nhất trong giải ngân hà của chủ tịch Perez. Và đây là Shark Tank trên cặp bóng đá thương vụ bạc tỷ Sergio Ramos, El Capitano vĩ đại của thành Madrid. Là sản phẩm của lò đào tạo Sevilla, Sergio Ramos được đôn lên đội 1 khi chỉ mới 17 tuổi. Tại đây, Ramos thi đấu như một hậu vệ cánh phải và nổi lên như là một trong những cầu thủ có lối chơi cực kỳ máu lửa và quyết liệt. Chỉ sau 7 lần ra sân cho Sevilla mùa giải 2003-2004, Ramos đã thuyết phục được huấn luyện viên Joaquin Caballeros tin tưởng cho mình trọng trách trấn giữ cánh phải. Phong độ ấn tượng của anh trong mùa giải 2004-2005 đã khiến Real Madrid không thể nào chần chừ trong việc chi 27 triệu euro. Cần phải nói thêm rằng vào thời điểm đó, 27 triệu euro dành cho một cầu thủ vừa bước qua tuổi 18 là một con số vô cùng đắt đỏ. Vài năm trước đó, Miguel Salgado đã gia nhập Los Blancos và bán hợp đồng có vỏn vẹn 6 triệu euro. Mùa hè 2004, Real Madrid cũng chỉ tiêu tốn 25 triệu euro để chi mua Walter Samuel. Trung vệ đã khẳng định được đẳng cấp của mình trong màu áo của Roma. Qua đây, Ramos trở thành ba hợp đồng U19 đắt giá nhất trong lịch sử Real Madrid trước khi bị Vinicius Junior phá kỷ lục này vào năm 2018. Và Ramos còn được nhận chiếc áo số 4 từ huyền thoại Fernando Hierro. Bởi nhiêu đó là quá đủ để ban lãnh đạo Real Madrid đặt kỳ vọng ở Ramos lớn như thế nào. Trong mùa đầu tiên, Ramos được bố trí chơi trung vệ và thi thoảng là tiền vệ phòng ngự. Nhưng sau khi Pepe cùng với Mazander đầu quân cho Real Madrid vào năm 2007, Ramos đã lại phải chuyển hộ khẩu về lại hành lang phải. Nhưng cho dù sống vai trò gì đi chăng nữa, thì nhiệt huyết chiến đấu mãnh liệt của Ramos không bao giờ thay đổi. Qua 4 mùa bóng đầu tiên, Ramos đã ghi đến 24 bàn, nhưng cũng nhận đến 9 thẻ đỏ, mà 4 trong số đó là ở mùa 2005-2006. Năm 2008, 3 năm kể từ lúc chuyển đến Real Madrid, Sergio Ramos đã được giới chuyên môn đánh giá như một cầu thủ thuộc hàng World Class khi lọt vào đội hình tiêu biểu của năm do FIFA và UEFA bầu chọn. Do vậy, Ramos đá cánh phải vẫn chưa phải là phiên bản hoàn thiện nhất của cầu thủ người Tây Ban Nha. Mùa giải 2009-2010, Sergio Ramos lại thế chỗ của Pepe vì cầu thủ người Bồ Đào Nha gặp chấn thương nghiêm trọng. Lần này, Ramos không chỉ thể hiện sự tiến bộ về mặt chuyên môn mà còn chứng tỏ được khả năng lãnh đạo hàng phòng ngự. Để rồi một năm sau, khi Jose Mourinho ngồi vào ghế nóng tại Real Madrid, ông đã quyết định xếp Ramos đá cặp với Pepe. Dù sở hữu thể hình không mấy lý tưởng cho vị trí trung vệ khi chỉ cao 1m84, Sergio Ramos vẫn có khả năng tranh chấp, tì đè và không chiến. Nếu không xét đến chiều cao thì Ramos chính là một trung vệ toàn diện khi có thể đảm đương tốt cả khâu phòng ngự lẫn đóng góp vào mặt trận tấn công. Điểm mạnh nhất của Ramos chính là khả năng đọc tình huống và tắt bóng. Anh rất hay băng lên để tắt bóng hoặc cắt những đường chuyền. Xuất thân là một hậu vệ cánh nên Ramos sở hữu tốc độ lẫn thể lực đủ để bám đuôi và truy cản những chiếc máy chạy của đối phương, cũng như sửa chữa sai lầm của mình nếu chẳng may bị cầu thủ đội bạn vượt mặt.
Ngoài ra, Ramos còn có khả năng săn bàn không khác gì một tiền đạo thứ thiệt. Từ đánh đầu cho đến sút penalty và thi thoảng là cả đá phạt hàng rào, Ramos luôn tìm đủ mọi cách để khiến thủ môn đối phương phải ngậm trái đắng. Phải công nhận rằng Ramos chính là một người thừa kế chiếc áo vĩ đại mà Fernando Hierro để lại. Tính cho đến khi Ramos rời khỏi Real Madrid, anh đã ghi tổng cộng 101 bàn thắng trên mọi đấu trường, mặc dù là một cầu thủ chơi phòng ngự, xếp sau mọi Fernando Hierro 124 bàn trong số những hậu vệ lập công nhiều nhất cho Los Blancos. Thời điểm tạp chí France Football công bố danh sách những trung vệ xuất sắc nhất mọi thời đại vào tháng 10 năm 2020, một số người đã lên tiếng cho rằng Ramos không thể sánh ngang với các bậc tiền bối của mình nếu chỉ xét riêng về chuyên môn phòng ngự. Tuy nhiên, họ vẫn không thể phủ nhận được những cống hiến của anh dành cho Real Madrid và những dấu ấn có 102. Dòng máu của tôi là màu trắng chứ không phải màu đỏ, Ramos từng nói. Các Madridista luôn tự hào về tinh thần Juanito bất diệt, một huyền thoại luôn sẵn sàng tận hiến cho màu trắng hoàng gia. Juanito có thể thi đấu với chiếc băng quấn trên đầu và những thương tích đầy người, nhưng chưa bao giờ người ta thấy ngọn lửa nhiệt huyết trong ông bị tắt. Hình ảnh và tinh thần chiến đấu của Juanito chính là nguồn động lực, là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn của Los Blancos. Ramos đã hóa thân thành Juanito của Real Madrid ở thế kỷ 21. Dù là người con của vùng đất Andalusia, nhưng Sergio Ramos lại mang trong mình dòng máu của Real Madrid, dòng máu và tinh thần hoàng gia. Ở La Liga, chẳng một cầu thủ nào muốn đụng độ với Ramos. Lúc cần làm giảm nhuệ khí đối phương, anh không ngại thực hiện một cú tắc bóng đầy ác ý, buông ra những lời lẽ khiêu khích và thậm chí là sử dụng tiểu xảo. Tư duy chơi bóng và phong cách thi đấu có phần tiêu cực này đã khiến Ramos phải lãnh đến 26 tấm thẻ đỏ trong sự nghiệp. Ở những trận siêu kinh điển, Ramos luôn sẵn sàng triệt hạ Messi, gây gỗ với Piqué và Puyol, hay thậm chí là đấm cả Xavi. Chẳng mấy ai làm lạ khi Ramos là cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhiều nhất trong lịch sử El Clasico với 5 lần bị đuổi. Cứ như thế, Ramos luôn là người chơi đứng giữa làn ranh giữa thiên thần, ác quỷ. Ramos cũng đã từng đưa Real Madrid về từ cõi chết với cú đánh đầu bằng vàng ở phút 90+3 trong trận chung kết Champions League 2013-2014 và là tiền đề để hoàn tất cú La Decima vĩ đại. Hai năm sau, Ramos lại mở tỷ số cho Real trong lần tái ngộ đối thủ cùng thành phố. Năm 2017, anh tiễn Juan Cuadrado đi tắm sớm bằng tình huống đóng kịch đầy tinh quái, qua đó chính thức đóng hòm Juventus. Sau cùng, R4 triệt hạ cả Salah lẫn Carius khi đối đầu với Liverpool tại Kiev vào năm 2018. Có thể nói, Real sở hữu tới tận hai Mr. Champions League trong đội hình. Một là Cristiano Ronaldo với hơn 100 bàn thắng tại đấu trường châu Âu. Và hai chính là Sergio Ramos với rất ít bàn thắng. Tuy nhiên, cứ mỗi khi ghi bàn, đó là một bàn thắng đặc biệt và quyết định trận đấu. Anh đã phụng sự 12 đời huấn luyện viên khác nhau ở Bernabeu và luôn được coi là mắt xích không thể nào thay thế. Kể từ khi nhận lại tấm bằng thủ quân vào năm 2015, tầm ảnh hưởng của Sergio Ramos với đội bóng là hiện lên rõ nét hơn. Ramos là người mà tôi gọi là thủ lĩnh, có những cá tính đẹp, một đội trưởng có tính cách mạnh mẽ, không bao giờ sợ hãi điều gì, không bao giờ sợ hãi ai. Trích lời của Carlo Ancelotti trong cuốn Lãnh đạo trầm lặng. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến hồi kết. Rạng sáng ngày 17 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Real Madrid đăng thông báo chia tay thủ quân sau khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Los Blancos cũng thông báo vào chiều cùng ngày theo giờ địa phương. Real Madrid có buổi lễ tri ân người đội trưởng cùng với sự góp mặt của chủ tịch Perez. Tôi luôn giữ Real Madrid ở một góc trong tim mình. 16 năm qua là một giai đoạn tuyệt vời trong cả cuộc đời. Thú thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải chuẩn bị để nói lời tạm biệt Real Madrid. Thế nhưng, dù sớm hay muộn, tôi cũng sẽ trở lại nơi này. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ. Họ đã che chở và bao bọc tôi trong mọi hoàn cảnh. Thật tiếc khi khoảnh khắc chia tay này không được diễn ra ở Bernabeu. Thế nhưng, tôi vẫn sẽ luôn giữ trong tim mình hình ảnh về mái nhà của tất cả chúng ta. Cây bút của tờ This Football Times, Ian Martyr, cho rằng sẽ có ngày người ta dựng tượng của Ramos bên ngoài sân vận động, một phần thưởng xứng đáng về những cống hiến của anh. Qua 16 năm thi đấu trong màu áo Real Madrid, Ramos đã ra sân 671 trận đấu, 101 bàn thắng
và có 40 kiến tạo. El Capitano của đoàn quân hoàng gia đã dẫn dắt các đồng đội của mình đến với vô số danh hiệu như 4 Champions League, 5 La Liga, 4 FIFA Club World Cup, 3 siêu cúp châu Âu, 2 cúp nhà vua và 4 siêu cúp Tây Ban Nha. Người hâm mộ bóng đá có thể yêu hoặc có thể ghét Ramos, nhưng không thể phủ nhận sự vĩ đại của anh. Sergio Ramos chuyển đến Real Madrid khi là một tài năng trẻ vừa mới bước qua tuổi 18 và ra đi với tư cách là một huyền thoại ở tuổi 35. Và mỗi khi nhìn lại, chúng ta mới thấy được con số 27 triệu euro mà Real Madrid đã từng bỏ ra đầu tư vào Sergio Ramos năm đó. Họ đã mang về cho mình một vị tinh tú để giải ngân hà Galacticos của họ thêm phần lấp lánh. Và dĩ nhiên, cái giá này không hề đắt một chút nào. Quả là một thương vụ bạc tỷ.